Thì trong cái ca lâm sàng mà bị ong đốt này đúng không, với bệnh nhân có khoảng 100 vết đốt, thì cái ca lâm sàng này diễn biến của bệnh nhân có nước tiểu màu đỏ sậm đó. Đây, với cái bệnh nhân như thế này đây. Đây. Đấy, và các bạn thấy là nước tiểu đây màu đỏ sậm đây. Rồi thì mình sẽ phân tích ca lâm sàng cho các bạn nhé, cái diễn biến xét nghiệm của bệnh nhân. Như vậy là lâm sàng cái ca này là một cái tình trạng nếu mình không thấy có thiếu máu đâu nhá, thì mình cũng không nghĩ nhiều đấy là bệnh nhân này bị tan máu. Tuy nhiên rằng cái tình trạng bệnh nhân có một cái tình trạng đấy là bilirubin là sao? Bilirubin nó tăng đúng không? Và có một cái tình trạng LDH nó mình tưởng đáng ra nó cũng chỉ khoảng độ 150-300 thôi, thế này là 15.428, như vậy cái tình trạng hủy mô nhá. Derrimer là 2.910. Đúng không? Thì cái tình trạng Derrimer này nó cũng không đặc hiệu cho cái gì đâu nha. Nó không đặc hiệu cho cái gì đâu, thì nó mình xem một số cái tình trạng trên nặng trên các bệnh nhân này. CK là 68.760, tức là gần 70.000 như anh bảo lúc đầu rồi. Cái tình trạng men gan là 6.000 nhá, ALT 1.800. Vậy là bình thường men gan nó cái này nó dưới 35 nên nó tăng rất là cao. Cái tình trạng này có thể là một cái có cái suy gan nhá đi kèm. Và cái IgE là 234, nước tiểu có máu ở bạch cầu, có mai u nguyên liệu. Như vậy cái này là chắc chắn là về tình trạng, cái này là chắc chắn là bệnh nhân là có tiêu gì, chắc chắn là có tiêu gì, chắc chắn là có tiêu cơ vân đúng không, chắc chắn là có tiêu cơ vân đúng không, có mai u nguyên liệu rất là cao, trên 1.000 nanogram trên ml. X quang ngực có thấy thâm nhiễm lan tỏa toàn bộ hai phổi thì cũng chưa thể loại trừ một cái gọi là cái gì, chưa loại trừ một cái phủ cấp tổn thương nhá, đúng không? Khí máu động mạch thì mình thấy rằng cái pH này là một cái tình trạng toan máu nhá, ví dụ phân suất oxy trong máu động mạch là 90%, như vậy mức vẫn là mức cho phép đúng không? Cái tình trạng là toan máu, nhưng pH ở dưới 7,35 đúng không? Đấy, PCO2 từ 35 đến 45, như vậy có một tình trạng này tăng CO2 máu với FiO2 là 75%, như vậy là khả năng là bệnh nhân này với cái này P trên F là 1.2. Được chưa? Đấy, như vậy là cái này là cũng có thể làm cái khả năng là một cái tình trạng tổn thương phổi rồi, liên quan đến các cái độc phosphor lipa liên quan đến ong đốt đúng không? Đấy, HCO3 trừ là 16, bình thường từ 22 đến 28 đúng không? Cái này là một cái tình trạng là toan chuyển hóa đúng không? Là một cái tình trạng toan chuyển hóa, có thể là có một tình trạng toan hấp với tổn thương phổi đi kèm đúng không? Và siêu âm tim tại giường chức năng tâm thu thất trái bảo tồn, tức là cái EF nó ok đúng không, nó khoảng độ 50 trên 50%,